Xin lỗi, phát chậm lên. Cô bé nhỏ không thông thành tiếng. Nói ra là mình có áo của người đàn ông. Mình thực sự ôi lấy không anh. Đều là tại em mà phải anh. Xin lỗi. Phát chậm lên hiển nhiên không ngờ cô gái nhỏ sẽ phản ứng như thế này. Thế biết là khám cho tay lại đây. Anh còn có chút khẩn trương. Mức độ khôi phục này đã là tốt nhất. Nhưng vẫn còn lại sẹo. Anh cho rằng không biết tật khả của đại tính nó hay không. Sau đó anh không nghĩ tới những tật khả sẽ tốc nốc lên. Và nhận cái bệnh của cô gái nhỏ lên. Nước mắt chảy ào ào. Lô còn hoảng sợ. Và lúc nằm trên bàn phẫu thuật. Anh không chút suy nghĩ. Và tay ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực mình. Sao em? Sao có thể để em nhớ lại anh chứ? Tuần này không hề có liên quan đến em. Em cho rằng anh bị nghỉ dung trong trận lửa đó sao? Không phải, sao có một lần ngoài ý muốn đến một tin. Nghe có hai trọng lơ một ăn uống gì, dùng đến lời một số vật ép đó. Trước mắt, tờ khả không ăn được, dâng lên. Chờ đến khi cô sắp kiềm nén được khó chịu trong lòng mà lấy lại vị trí, thì tờ khả phát hiện hiện tại bọn họ đang ở phòng trang điểm. Khi người đến người đi, các bạn phê phục và nhân viên công tác tập trong phòng trang điểm này, mà người trước mặt tiến vào vây quanh rất chậm lâu. Nhà sản xuất cầm đầu, lúc này có một người tỉnh lại, sao mà xấu hổ lại đi rượu tại chỗ, đi cũng không được, chờ không nên, mở miệng cũng không được, mà nói lần nào cũng không phải. Giờ khá có bao lâu, bọn họ đứng bên cạnh nhìn mấy lâu, dù cho đã ở bên cạnh hoa chậm lâu, rất lâu. Da mặt đã sớm không còn mỏng như xưa. Nhưng lúc này tờ khả ngượng ngùng, để nó trên đáy mắt nhanh chóng lăn trên má. Ánh mắt xấu hổ vẫn không tìm một kẽ chui, kẽ đất chui vào. Nhưng hoa chậm lâu không giống vậy. Ở phương diện này, anh vẫn luôn có một thiên phú dị bẩm. Anh nhìn như không thấy mấy ánh mắt của người nào đó. Thậm chí còn không coi ai ra gì, hoàn toàn không để ý đến. Hoa tiên sinh, lúc này nhà sản xuất khẽ, có khẽ họ đi chơi vào, sự xấu hổ nhưng vẫn duy trì để đi lên trước. Vị tiểu thư này với ngài là... Hoa chậm lâu để lại tờ khả đang định xỉnh ra một phản, tay vẫn là chi nhỏ cô gái nhỏ, những chị buông xuống. Sau đó anh nhìn nhà sản xuất, nhàn nhạt vào miệng, đây là vị hôn thê của tôi, tờ khả. Sao vị hôn thê, mồ hôi trên đầu nhà sản xuất lập tức rơi xuống. Nhưng người khác sau lưng ông không tốt hơn là bao. Tuy rằng trước đó thấy hai người thân mật trong giới kim trục và chiêm hoàng kiếm của họ còn thân mật hơn dù vậy nhiều, cho nên và bọn họ chỉ coi cô gái khóc lóc này là chiêm hoàng kiếm và vị đại trò này bao nuôi, mà bây giờ chỉ trọng nó đã bị thân thê bao gồm cả nhà sản xuất. Đa số mọi người không biết cô gái này chỉ vì sao một đợt phim to như vậy. Bọn họ cũng có khả năng biết tới vai phụ nhỏ hay sẽ biết quần chúng. Nhưng nếu là vị hôn thê đã kim chủ trong lòng là phim xin quần chúng, là sự xuất hoàn hồn và so với khóc còn bó coi hơn. Thì ra là vậy. Là thất lễ, vị hôn thê của hoa tiên sinh thực sự quá khiêm tốn. Thái ra một tổ không ngắn đúng không, thế mà không ai chúng tôi biết được quan hệ của cô với ngài. Hoa chậm lâu nghe vậy, cái miệng sẽ cong lên. Anh hơi nghiêng người, sụp mắt, sụp tay xoay nhẹ mái tóc dài cô gái nhỏ. Dần dần nhà tôi vẫn luôn như vậy. Ối. Thật ra điểm bên cạnh, tận mắt nhìn thành. Thấy tạo hình người mặt sụn đứng dần, xoáy vì hoàn toàn vì quá khóc vừa xoa. Chính mình cũng quá xúc động, khóc. Nhưng lại sợ tiếng tâm của vị đại kim chủ. Trang điểm giận mà không dám nói gì, chỉ có thể phục xóa bước vào. Nhưng mà một tiếng này, lại này cô lại nhắc nhở tầng khả. Tầng khả đưa tay kéo xuống bàn tay của hoa chậm lâu, đen xoa xuống tóc mềm, với đơn sĩ lớp giọng lên tiếng. Hôm nay em có một cảnh quay cuối, anh có muốn đi về trước không? Trong giọng cô gái nhỏ mang theo vẻ nức nở chưa tan. Hoa chậm lâu nghe mà đau lòng, hơi nhướng mi. Hiển nhiên không muốn cô đang trong trạng thái này vẫn phải làm việc. Anh ngẩng đầu nhìn nhà sản xuất, thành riêng gì quyết định quay hôm nay sao? Thẩm Gia Nghi nhất, nếu như thường xuyên hẹn hò, thì eo khó
có lòng đảm bảo không sẽ ngã được, không đánh ngã được tôi. Phẳng liều anh hoàng thích đùa, thẳng dương trên cô cầu thả. Phẳng dù thì chiếc lương tâm thật mặt hành động, nếu không hẹn mà chú đi là trường học thì giáp ở chung mẹ chung. Thì để ba hòa cũng thi vào một trường ở đài chung, đóng quân học qua phần lý sinh nghiệm đại học thương mại. Thank you.